À, Huy xin kính chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy mới về một chiếc xe Camry 2.5G nha các bạn. Xe thì được sản xuất vào năm 2014 và chủ xe sử dụng xe rất là kỹ. Chiếc xe này là màu nâu vàng. Nước sơn hầu như còn rin nha các bạn, hầu như là còn rin. Các bạn có thể xem được cái độ đồng nhất về màu sơn giữa phần capo, cản, về và mọi chi tiết ở phía sau cửa rồi các bạn. Đó. Còn rất là mới. Màu sơn là màu nâu vàng nha. Đó, độ kính khít giữa cản, về cũng như là capo các bạn có thể thấy nè, cửa này ha. Đó, vỏ còn rất là dày, vỏ Bridgestone. Bridgestone là vỏ xịn nha các bạn, chạy rất là êm. Chủ xe có gắn che mưa rồi dán phim cách nhiệt đầy đủ, chén cửa ha, ốp chén cửa mặt chrome. Camry kiểu dáng rất là đẹp ha, 2014 nhưng mà không lỗi thời tí nào nha các bạn. Nhiều khách hàng tìm kiếm cái mẫu này rất là nhiều. Camry cứng cáp, rộng rãi và bền bỉ, rất là bền các bạn, sử dụng rất là bền. Camry là một chiếc xe phân khúc hạng D, được rất là nhiều gia đình lựa chọn. Ở phía cản sau thì có bố trí tới 4 cái cảm biến da luôn nha các bạn. 4 cảm biến da này rất là đẹp nha. Xe thì có bố trí camera da và cái ốp ở trên cản để tránh việc trầy xước khi lên xuống xe. Camry là không chê chỗ nào được rồi, là một trong những sản phẩm hạng sang của Toyota, dòng 5 chỗ hạng D, rất là rộng rãi. Ok rồi, sơ lược cho anh chị nắm về ngoại thất thì Huy sẽ mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá về chất lượng của chiếc xe Camry 2.5G này nha các bạn. Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là phần cốp sau. Đây, cái khoang để hành lý rất là rộng, mới nha các bạn, khá là mới. Một chiếc Camry phân khúc hạng D thì khoang để hành lý là tuyệt vời rồi, không cần phải bàn gì cả. Đó, vỏ xa cua còn rất là dài nha các bạn, dường như chưa chạm đất luôn, đồ nghề đầy đủ. Đó, mọi thứ là còn rất là đẹp. Thì xe này bên Huy mới lái về, chưa có làm maru, chưa có vệ sinh lại, nhưng mà chất lượng của chiếc xe này chủ xe giữ rất là kỹ, cho nên là chất lượng của chiếc xe này khá là ok. Đó, Huy quay cho các bạn xem này ha. Đó, những cái tóc bi cửa màu kem rất là mới, có kèm theo phần ốp gỗ, và đây là chi tiết bằng da. Ở phía dưới bật lên xuống thì có ốp một cái miếng mặt chrome, miếng inox nha các bạn, miếng inox để tránh việc trầy xước khi lên xuống xe các bạn. Đó, còn ghế da này là da xịn nha, da cao cấp luôn á, theo xe. Đó, ngồi rất là đã các bạn, em tục lỗ luôn này ha, ngồi mát lắm. Khá là mới, chỉ chạy được khoảng 60.000 cây số nhưng chủ xe giữ chiếc xe này khá là tuyệt vời lắm các bạn. Nội thất bên trong không có bị trầy xước chỗ nào hết, nhìn đã mắt. Cái chỗ này mình đi hai người thì mình gập cái tựa tay này xuống, mình có thể để ly cà phê, ly nước mình uống. Cái độ ngã của cái băng ghế sau của Camry ngã khá là nhiều, mình ngồi mình rất là thoải mái, thoải mái lắm các bạn. Chỗ đi chân cũng như là về cái độ cao của cái phần trần giúp cho khi lưu thông trên những cái chặng đường dài mình sẽ cảm thấy cái khoảng không bên trong nó rất là thoải mái, rộng rãi. Gầm nhún thì khá là đầm rồi, Camry mà các bạn, một chiếc xe cao cấp của dòng Toyota. Đó, có đèn ha, chi tiết công tắc lên xuống kính là auto nha các bạn. Có ốp này, cái ốp inox, hai ghế chỉnh điện, ghế người lái, từng chi tiết của chiếc xe này không chê chỗ nào được.
xe thì có gắn camera hành trình luôn nha các bạn. Đây, về phần táp lô mình sẽ quay cho các bạn coi. Đó, còn rất là mới và đẹp, những chi tiết ốp gỗ mà bạc bằng nhựa, phối giữa màu đen và màu kem. Đầu DVD Android. Đó, tuyệt vời nha. Hệ thống điều hòa thì điều hòa tự động hai vùng độc lập luôn. Mình nói thêm về cái đầu này, cái đầu này là đầu Android và màn hình rất là to các bạn, nhìn rất là nét. Đó, camera dè phía sau, khi hồi nãy mình dè mình thấy rất là sáng nha các bạn. Có chế độ Việt Map dẫn đường luôn. Còn vô lăng đây không có một vết sờn nha, chủ xe sử dụng xe không nhiều và đây là hàng cao cấp của Toyota cho nên là về chất lượng thì không phải chê chỗ nào cả rồi. Về động cơ thì đây xe này sử dụng động cơ dung tích là 2.5, sử dụng công nghệ đua VVTi. Còn về động cơ thì còn rất là mới các bạn, các bạn có thể xem qua 2014 mà giữ được cái chất xe như thế này, một cái động cơ như thế này thì nói thật là chủ xe giữ rất là kỹ, bảo trì bảo dưỡng đầy đủ nha các bạn. Cho nên là các bạn nghe xe đang nổ máy nhưng mà em ru à. Đó, từng bộ loa con tán, từng dắt dây điện, mọi thứ rất là tuyệt vời. Thì sơ lược cho các bạn nắm về chiếc Camry, động cơ của Toyota, xe của Toyota, mọi thứ thì Toyota đưa vào chiếc xe Camry này rất là nhiều. Thì chiếc xe này hiện tại bên Huy mới lái về chưa có làm Maru, thì dự kiến khoảng vài ngày nữa thì bên Huy sẽ hoàn thành xong chiếc xe. Chiếc xe này được bên Huy chào bán với giá là 745 triệu nha các bạn, 745 triệu với một chiếc xe Camry phân khúc hạng D, một chiếc xe 2.5G hạng sang của Camry cũng như là của Toyota. Chiếc xe này được rất nhiều các khách hàng ưa chuộng và cũng hỏi Huy rất là nhiều, cho nên là các anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu một chiếc xe sử dụng cho gia đình rộng rãi thì vui lòng liên hệ với Huy để Huy tư vấn rõ hơn về cái thủ tục để sở hữu chiếc xe này. Rồi thì Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu như các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh nha, để khi có xe Huy chuyển lên kênh cho các bạn có thể đến tham khảo và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho gia đình mình nha. Rồi, xin chào.